Rồi, cả nhà Apao đang ở nhà hàng Mã Pì Lèng, hôm nay lại đón tiếp một quý đoàn đến từ Hà Nội. Các anh chị đã hơn một năm rồi chưa gặp nhau, thì các chị bên đoàn của anh Mộc, mà bạn của anh Dũng Râu là chủ nhà hàng ở đây, thì nhà hàng Mã Pì Lèng lúc nào cũng đón tiếp nồng nhiệt các anh các chị từ mọi miền của Tổ quốc trở về đây. Ở đây không gian của nhà hàng Mã Pì Lèng này rất đẹp cả nhà nhé. Đây là quầy lễ tân này. Đây, đến làm quen với cô gái mà ở quầy lễ tân ở đây. Cả nhà thân mến, đây là cô gái lễ tân. Anh chào em. Cho anh hỏi em tên gì? Em tên là Huyền. Em tên là Huyền, là người Tày ở vùng cao. Em là bao nhiêu tuổi rồi? Cô gái 19 tuổi rồi cả nhà nhá. Hiện tại chưa có người yêu, chưa có người thương. Cô gái vẫn còn ngây thơ nhá. Đấy. Thì em là ở bản nào nhỉ? Cô gái ở Yên Minh rồi. Yên Minh một xuân về, chào em. Đấy, đấy. Anh vào đây giao lưu một chút. Rồi. Phía bên này là các đại ca của Apao này, các anh đang giao lưu với nhau này. Đang giao lưu ẩm thực vùng cao này. Đấy. Ở đây hôm nay là có 5 mâm rồi nhỉ? Có 5 mâm. Hôm nay là sinh nhật anh Hưng. Nhưng mà anh Hưng là trốn trốn rượu trốn bia, mà Apao cũng trốn bia trốn rượu. Đấy, mới gặp ở đây rồi. Em chúc sức khỏe. Đấy. Sao anh cứ cho tay em vào tay của chị đấy là thế nào? Anh không ghen à? Em đã có mộ đâu mà cứ ngưỡng mộ của em. Chị hãy xem tay của em mà. Thế thì chị hâm hơn là anh luôn. Em chúc sức khỏe anh. Trước em đẹp lắm, bây giờ đỡ rồi. Đấy, chị bên này khen Apao đẹp trai nữa. Đẹp trai, Apao đẹp trai quá. Apao đẹp trai, suôn sẻ về đường tình duyên. Quên, vất vả. Nhầm. Vất vả lắm anh ạ. Hôm nay chúc mừng sinh nhật anh Hưng. Rồi, cảm ơn em. Hôm nay là mẹ đau bụng lắm, anh hỏi thăm mẹ chưa? Hỏi rồi. Hôm nay anh đúng sinh ra ngày này à? Mấy giờ? Hỏi từng giờ, hỏi thăm mẹ từng giờ. Không, nhưng mà anh đẻ ra mấy giờ? Anh đẻ từ buổi sáng. Anh đẻ buổi sáng rồi, còn buổi tối là anh em mình chén nhau đúng không? Rồi. Chúc sức khỏe anh nhé. Anh đừng uống rượu nữa nhé. Rồi. Giữ sức khỏe nhé, em cũng thế. Em chào chị nhé, đây là bạn gái của anh à? Không, em gái. Em hỏi chị tên gì? Tên là Thủy. Chị Thủy, Đại Hải Thủy rồi, hôm nay gặp Đại Hải Thủy rồi. Chị tên là Tuyên. Rồi. Đấy là nghệ danh. Con chào mẹ, chào mẹ. Mẹ năm nay mấy mươi rồi? 71 rồi. 71 như nhìn như là 37 thế này. Bẻ mẹ sao trẻ thế? Gặp ngoài đường con gọi bằng chị đấy. Mẹ 71 mà nhìn như 37. Ôi giời ơi, mẹ trẻ nhờ anh à. Rồi con. Em không cho lên YouTube đâu, em chỉ cho lên mạng thôi. Rồi, em chào chị. Chào em. Rồi. Chào Apao, đẹp trai duyên quá. Cho em hỏi chị tên gì? Chị tên là Hằng. Chị Hằng, chị Hằng. Hôm nay không phải rằm đã được gặp chị Hằng rồi. Chị Hằng rồi. Em bắt tay chị một tí nhá. Rồi, chị nhá, cho em hỏi chị tên gì? Chị tên Thủy. Hôm nay có hai chị Thủy à? Ôi dồi ôi, nhiều chị Thủy quá. Rồi, con chào mẹ nhá. Con chúc mẹ sức khỏe nhá. Rồi. Con mời mẹ với cả nhà cứ trải nghiệm ẩm thực nhá. Rồi, cả nhà đây là sang gặp đại ca của Apao một tí. Rồi, em chào anh Mộc nhá. Anh Mộc ơi. Em muốn khoe anh với khán giả của em. Đây là anh Mộc đẹp trai, suôn sẻ về đường tình duyên. Mày lại chửi anh rồi. Thì một vợ thôi. Thì suôn sẻ, không suôn sẻ về đường tình duyên là long đong lần lần à. Đây anh Mộc đẹp trai, sau đây mày khán giả fan của ông giảm đi một nửa. Không sao cả, đây đây là tất cả các anh của Apao. Đấy, hôm nay cả anh Dũng Dâu là đón tiếp quý đoàn đấy. Phía bên là bác Rai này. Em chào bác nhé. Rồi, đây là anh Hải Âu, chuyên đấm bốc và lái ô tô, lái mô tô. Rồi, anh Hải Âu nhá. Rồi, tao anh chọc không phải vì sương gió,
tóc anh chọc bởi vì do sướng. Rồi, anh sướng nhiều quá cho nên chọc. Không bị vợ cầm đầu đúng không anh? Vợ không cầm được đâu. Rồi, rồi, rồi. Ở phía bên này là anh ơi, em bắt tay anh hả? Đây là đại ca của Áp Pháo. Anh đấy vất vả lắm. Rồi, chú anh nhé. Còn đây là anh Đại Cương. Anh lúc nào cũng cứng, thỉnh thoảng mềm không ạ? Thỉnh thoảng cũng phải mềm nhé anh nhé. Ok. Anh cường nhưng mà phải cương như anh đấy nhìn như gà chọi luôn cả nhà. Anh có chơi gà chọi không? Không, anh chỉ đi chọi thôi. À rồi. Anh đi chơi chọi chim rồi. Còn ở phía bên này là anh Dũng, anh của Áp Pháo. Rồi, anh Phương hôm nay không biết có phục thù chứ không, anh ơi em bỏ rượu rồi, anh không cảm. Không phục thù được. Không, em bỏ rượu rồi, cho nên là không thể, anh em mình không thể say như ngày xưa được. Không đủ tuổi trình gì chơi cái báo được. Không, Áp Pháo bỏ rượu rồi, cả nhà nhá, hiện tại bỏ rượu rồi. Lát nữa đàn bà sáo nhá. Vâng, anh nhá. Đây là anh Phương, một tay guitar cực đỉnh, thủ đô Hà Nội. Đấy, mà Áp Pháo từng biết cả nhà nhá. Phiêu là chỉ có mù phê phê luôn thôi. Đi anh nhé. Ở phía bên này các bác đang giao lưu với nhau. Rồi, giao lưu đi. Rồi, không sao. Em không làm gì đâu, yên tâm. Mà lại quay phim. Em đang quay Canada, sản xuất ra người một tí thôi. Sản xuất ra người à? Ở đây, nó đang có người ở trong. Thế à? Bây giờ anh em làm thế nào? Em xin phép là bắt tay anh một cái. Đấy. Bắt tay trái ạ? À, tay nào cũng được, miễn là bắt. Người Hà Giang, người Nghệ An lên Hà Giang bắt tay vào tay trái. Bị uống rượu không? Không, rượu không? Bỏ rồi à? Bỏ gì? Bỏ camera hay là bỏ rượu? Bỏ rượu rồi, nếu không bỏ rượu là bỏ vợ đấy. Báo cáo với tất cả các bác bây giờ là có một vợ hai co. Bỏ chưa? Không bỏ được. Không bỏ được thì thôi mình uống cái gì đây? À, không. À, báo cáo với các bác là bây giờ con xin phép tặng cả nhà bản sáo vùng cao. Ui quá tuyệt vời luôn. Đấy, mọi người đang ngồi đây, đấy, trải nghiệm. Đấy, con đứng ở đây con thổi luôn. Con xin phép là quay Canada mà đi. À chú biết quay à? Ôi, nhưng mà chú cứ ngồi này ngại à, cứ bắt chú quay mệt. Thế để đâu được mà để quay đây. Được cái. Bác cứ ngồi đi, con không làm gì đâu. À, bác này bác lái xe. À rồi. Để nghe cái sáo không ạ? Mấy khi được quay Canada vào con đang chuẩn bị chạy trốn rồi. Uống rượu đi cho đâu. Cho sáo uống rượu. Mình không cho nó là nó còn buồn ấy. Nó còn phải xe. Đây là cách sát trùng tốt nhất. Đây mua. Rồi. Tí ta sang. À, con xin phép tặng cả nhà bản sáo vùng cao. Mà con sáng tác, bản sáo con sáng tác. Bản sáo hồn đá. Vâng. Ôi, bà quay Canada cẩn thận nha, không có sợ là không quay được đâu, nhiễu sóng đấy. Thank you.
Giang Trọng Hưng, Giang Trọng Hưng, về đây chơi, về đây chơi. Từ từ bạc màu thế, anh màu thế, từ từ. Ông đi đâu anh cho bác lái xe ra đó, không có là bác là không lái được xe đâu. Con đang bỏ rượu ra, từ từ. Bỏ rượu ra. Đã được xem ở trên mạng rất nhiều. À rồi, con chào cô. Rồi. Hai vợ chồng ở trên mạng lúc nào cũng xem. Đêm nào cũng xem. Ô thế không xem tình yêu của mình à, cứ xem APA làm gì? Hôm nay được gặp người thật. Hôm nay được gặp người thật đấy. APA ở ngoài là trẻ và đẹp hơn. Ui còn trẻ đẹp trai. Trẻ hơn đẹp hơn, mới cào cái ăn cơm đấy. APA mới cào cái ăn cơm đấy thì nó mới trẻ đây, không có nó già lắm đấy. Hôm nay được gặp người thật rồi. Được biết cả vợ A Báo rồi. Wow. Con để cả mẹ vợ này đầy đủ hết. Ui ôi, nên nó điều tra của A Báo luôn. Biết hết rồi. À thế đây là bạn gái của bác. Bác ở đây. Bạn gái của bác 35 năm trước. Đây là bạn trai của cái mình. Cách đây 35 năm cũng là bạn trai. À, bây giờ cũng là bạn trai. Ôi rồi thì tốt quá rồi. Cái mình sản xuất ra bao nhiêu con người rồi. Như thế là 4 rồi, sắp 5. IOP Brown. Hai con và hai cháu rồi, sắp. Wow. Có cháu ngoại rồi ạ? Có cháu ngoại rồi. Vâng ạ. Cháu bé lắm. Đằng cu vẫn còn bé đúng không? Rồi, đúng rồi. Mới làm ra mà. Từ từ để A Báo lấy đàn guitar đó. Bình tĩnh. Uống rượu đã, thổi xong sáp phải uống rượu. Từ từ. Ngày hát bài phố nhỏ chợ đêm. Rồi anh ơi, hôm nay là ngày đặc biệt của anh đừng đi lung tung nữa. Không có tí lạc em không biết tìm anh ở đâu. Anh ấy cứ đi vòng vòng vèo vèo thôi. Em lo lắm tôi nên anh mất tích đấy. Phải kiểm tra định vị máy đàng hoàng nhá. Rồi anh ơi hôm nay kiểu riêng bị tụt thiết áp. Rồi cả nhà phía bên này là các chị các em này ở dưới Hà Nội lên thăm A Báo với cả nhà này đây. Ở phía bên này là có một cô gái là cách đây 9 tháng 10 ngày 5 năm trước là A Báo được gặp và bây giờ mới được gặp lại. Đây bắt tay một cái nào. Đây cô gái là hiện tại là chưa có người thương, chưa có người yêu, vẫn là cô gái ngây thơ này. Đúng không? Lúc nào cũng đúng, Báo nói gì cũng đúng. Rồi đấy. Cô gái tên là gì à? Bảo còn quên tên rồi. Thế mà kêu là có Facebook. Quên rồi, lâu lắm không nhắn tin, quên rồi. Đã nhắn tin bao giờ mà lâu lắm không nhắn tin? Có mà. Chưa hề. Rồi, tí nữa ta xin số ta nhắn cho. Okay. Cảm ơn A Bảo nhé. Đây, cô gái nhà rất xinh cả nhà nhá. Rồi. Xin chào A Bảo. Thế tranh thủ là chụp ảnh nhờ, không có thì quên mất nhờ. Từ từ nhá, để đổi máy. Đổi máy ạ.
À, đây cả nhà ơi, sẽ chụp ảnh nhá, không có quên nào. IP nào, IP nào. Đây, IP nào. IP nào. Lại nhá, IP nhá. Rồi, rồi yên tâm. Ở phía bên này có một chị gái này, này, chị đang sầu tư này. Chị ơi, không phải sầu tư nhá. Đấy, không phải sầu tư này. Đấy. Thế bên này là có rất nhiều các chị sang chào các chị một tí. Chị ơi, không phải đấm thêm son đâu, rồi đỏ quá. Chị ơi, đẹp rồi, xinh lắm rồi. Đấy. À, bờ môi của chị như hai con đỉa vắt ngang đây. À quên, nhầm. Bờ môi của chị như thì nở luôn nhỉ. À không phải, nhầm. Rồi nhầm, bờ môi của chị đẹp thế, ăn gì mà đỏ thế? Ăn ớt. Ăn ớt à, có ăn cà rốt hay là hoa củ quả gì không? Ăn ớt chỉ thiên. Ăn ớt chỉ thiên à, rồi hơi bé còn phải ăn củ cà rốt hoặc củ quả chuối. Rồi. Em quên tên chị rồi. Chị tên gì? Chị là Thâm. À, chị tên là Thâm. Nhưng mà chị là cho cái ăn cơm vào rồi nó đỏ rồi, bây giờ nó đỏ rồi, chị Thâm. À, còn phía bên này là chị Cả, chị Đại đấy, chị Đại đó. Chị Đại, chị là chị... Đây là mẹ chị bé này. Ôi ôi ôi, mẹ sao lại, mẹ là trẻ đẹp thế này. Đấy, con gái đấy. Ôi giời ơi, đây. Con gái đây, Giang ơi, thế thì phải qua mẹ à? Nãy là thấy mày chụp ảnh nó nhiều lắm đấy. Mới chụp được có 15 cái thôi. Không được đâu. Không được. Không làm gì đâu mà mẹ ơi. Bên này là gọi là đạt mặt à không? Gọi không, gọi là luyện đến mức cảnh giới cao nhất là tóc bạc hết rồi. Đấy. Đấy. Đấy, nhìn cả nhà xem tóc bạc này giống như là Bạch Lão Cô Tiên này. Cô. Ôi giời ơi. Thế em ơi, đây là mẹ bảo là bây giờ là muốn tán em là phải qua mẹ. Thì qua em xong thì mới qua mẹ đúng không? Không phải qua mẹ chứ, bây giờ qua em xong thì còn gì đến mẹ nữa. Không phải qua em trước thì em này đồng ý thì mẹ có trước hay em có trước? Mẹ có trước nhưng mà phải. Tất nhiên phải đi từ lớn đến bé. Không, ai đến anh bé không đi tán mẹ được. Anh phải tán em đồ đã thì anh mới đi hỏi mẹ chứ. Ô mẹ ơi, con không biết tán mẹ kiểu gì đâu. Mẹ như thế này, mẹ cứ như thế thì con làm sao biết tán mẹ kiểu gì. Em nó còn bé lắm. Không, con thấy to lắm mà. Ôi cả nhà, đùa mẹ một tí thôi. Rồi, thế bây giờ hát tặng mẹ. Rồi, hát tặng mẹ đó. Tự em sẽ quay nhé. Đang quay rồi đấy, có thể em lên rồi đấy. Nhưng mà chủ yếu là góc phía bên này. Phía bên này là cô gái và phía này nhé. Các người nhé. Có thể là không ở nhà cũng ok. Mà nó lý sử. Đấy đang chạy à? Rồi. Em chém gió trước. Đây rồi, có mẹ vào đây rồi. Đấy, có các chị vào đây. Chạy đi đâu, ngồi đây em. Đây, ngồi sang đây được rồi, không ngồi sát thế đâu. Không, em ngồi đây bởi vì là quay đang khung hình chỉ có trong này thôi. Không, tao không làm gì mày đâu mà lo. Chính thì không làm gì mày không ngồi đây. Ô thế vào đây tao làm đây. Vào đây tao làm cho. Ngồi gần có làm sao đâu mà. Nó ghét nhất là ai không làm gì đâu. Đúng rồi. Dân tộc Mông là Mông Kinh. Người Kinh cũng có cái Mông, người Mông có cái Kinh, nó giống nhau. Mẹ cứ lo con lừa con gái mẹ à, không lo đâu. Ô mẹ sợ con nó lừa. Cứ phải đến tìm mẹ để ăn vạ mới đền được. Ô thế thôi, con mẹ nói thế con lo lắm rồi đấy. Đây đưa đây chị để cho. Rồi. Đây. Đây, đây.
Rồi em ơi, mẹ lăng lo là em lừa anh đấy. Cái mày lừa cái tao đi. Lừa đi. À, cả nhà thân mến, con xin phép được gửi tới mẹ với cả nhà ca khúc Thết Bạn. Thết Bạn có nghĩa là đãi bạn. Thết đãi bạn bè. Thết đãi. Tao cứ ngồi nép ở trong đây khờ vào Canada. Ôi dồi ôi dạng ơi. Bạn ơn ba thiết đại bàn bầu. Em ơi đừng sờ điện thoại sau quay lên hình cán bộ nó nói đây không tốt đấy. Mọi người dịch xem đây. Không 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 sờ điện thoại nhé, bởi vì là quay lên cho lên kênh. Được được được. Không sờ điện thoại. Ý là không không sờ vào điện thoại thì ý là khi mà sờ cái quả củ chuối của anh cũng được. Em ơi tí nữa dọn được không em ơi? Rồi rồi lành mua. À, dọn trái cây à? À rồi. Ba nương ba thiết đại bàn bầu, ngọt bùi mềm men mẹ lá nồng nàn đã nâng lên là uống rượu mềm chảy vào tâm can lòng người ấm mâm cỗ nhà ta lành sương ngọt gió món ăn bay từ gác ruột tình yêu đừng đầy cho ngô ta nắng mát 14 phương tam hương cách bát đây xin làm anh em mong cho họ bàn chân cứng đá mềm bàn chung người già mày quen rượu đời chung ngô đầu đầy nương bàn sẽ nhớ nhà ta cách bát đây xin làm anh em mong cho họ bàn chân cứng đá mềm bàn chung người già mày khỏe rượu đầy chung ngô đầu đầy nương bàn sẽ nhớ nhà ta neo sườn non ta gió tràn đêm neo sườn non ta gió tràn đêm neo sườn non ta gió tràn đêm neo sườn non ta gió ta uống rượu chảy vào tâm con neo sườn non ta gió rượu chảy vào tâm con xuống chợ ăn thang khô xuống chợ uống rượu ngô uống cho mày này uống cho tao uống cho tiền kẻ vút lên cao nào hay là đây trời đất không quay bát này là bát nữa huy bát nữa lại bát này uống đi thương đi như lời nói như tên bay cứ gặp nhau là uống mà uống là phải say người vùng cao họ là thế cũng chưa say chưa về vừa đi đường vừa hát bài nào cũng khê khê tay tóm vào đuôi ngựa con ngựa cũng say say chân bước theo chân ngựa người ta như trên mây ngồi gần một tí đi không sao mà nó anh điện sơ chạy mũ nàng kia sơ chạy mũ hậu trừ hóc bù nà hóc bù tu hóc bù tàu à hóc bù thế cụ hóc có khơ bè thâu nè khơ
bát này, bát này là bát nữa, huy bát nữa, bát nữa là bát này, huy uống để thương để nhớ lời nói như tên bay, cứ gặp nhau là uống, mà uống là phải say. Người vùng cao họ là thế, uống chưa say chưa về, vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Tay tông vào đứa ngựa, con ngựa cũng say say, chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mây. Bát này là bát nữa, huy bát nữa là bát này. Người vùng cao là thế, người miền xuôi cùng thế. Mẹ ơi, tại sao con hát là người miền xuôi cũng thế? Bởi vì từ nãy đến giờ các anh uống có thua ai đâu. Uống hết cả chum rồi, không thua ai cả. Đấy. Người miền xuôi cũng thế cả nhà nhé. Thì anh muốn bảo là em ngồi gần để cho cái ánh sáng ở sau cái mái tóc của em nó bị... Ý là cái bóng điện này. Em che bóng điện này là không bị gì nữa. Đấy đấy, em ngồi... Đấy, nghiêm sang đấy, đúng rồi, khổ quá, không phải là tao thích mày ngồi gần tao đâu, mà tại cái bóng điện đấy. À cả nhà, do là cái bóng điện thế cho nên áp báo phải ngồi cạnh cô gái gần hơn để cho cái ánh sáng nó vừa đu đủ ấy, em nhỉ. Do ánh sáng thì mình mới ngồi gần nhau thôi mẹ ạ. À cả nhà thân mến, chắc hẳn mẹ cũng như cả nhà đã nghe đến một phiên chợ đặc biệt ở Cao Nguyên Đá, phiên chợ có 102. Mỗi năm chỉ có một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm. Phiên chợ đó không mua không bán như các phiên chợ khác, mà sao lại tắt điện thế rồi? Chợ to. Chợ to. Chợ to, chợ tình khó vai đó to, vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời, một vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời. Tôi ôm mỗi tình năm trưa, tôi ôm mỗi tình hẹn ưa. Rượu á hiu uống mãi không say, rượu mẹ lá uống mãi không say. Mình tôi sắp nửa bàn tay. Quả bao đã rơi xuống đất, bàn tay tôi cào trên đất. Còn ai làm được ngơ ngác, tôi trông mỏi mòn đôi mắt. Tôi hỏi ngọn gió, tôi hỏi mây bay, tôi hỏi dòng suối, tôi hỏi rừng cây. Gió thì cứ thổi, mây thì cứ bay, suối thì cứ chảy, rừng thì cứ cây. Em ở phương nào, lòng tôi thương em như thế, mà sao em không thương nhớ. Cô đơn mình tôi đêm nay, nỗi buồn mình tôi đêm nay, ai khóc cùng tôi đêm nay, ai than cùng tôi đêm nay. Chợ tan, chợ tình khó và đã tan. Vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời, một vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời. Đấy, đang chuẩn bị đi hẹn người yêu đấy, nhìn đâu có rồi. Tôi ôm mỗi tình năm trưa, tôi ôm mỗi tình hẹn ưa. Rượu á hiu uống mãi không say, rượu mẹ lá uống mãi không say. Mình tôi sắp ngửa bàn tay. Quả bao đã rơi xuống đất, bàn tay tôi cào trên đất. Còn ai làm được ngơ ngác, tôi trông mỏi mòn đôi mắt. Tôi hỏi ngọn gió, tôi hỏi mây bay, tôi hỏi dòng suối, tôi hỏi rừng cây. Gió thì cứ thổi, mây thì cứ bay, suối thì cứ chảy, rừng thì cứ cây. Em ở phương nào,
lòng tôi thương em như thế mà sao em không thương nhớ. Cô đơn mình tôi đêm nay, nỗi buồn mình tôi đêm nay, ai khóc cùng tôi đêm nay, ai than cùng tôi đêm nay. Na 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 na. Còn một vầng trăng khuya khó vắng. Được. Ủa rồi, có fan hâm mộ đến rồi cả nhà. À, con vào đây vào video luôn, con ngồi cạnh luôn. Đây, con rồi, vào luôn. Fan hâm mộ chưa có mộ đã có fan rồi. À, con lùi một tí nào. Con tên gì ở đâu? Con tên là Tạ Gia Khánh ở Hà Nội ạ. Tăng Gia Khánh à? Tạ Gia Khánh ạ. Tạ Gia Khánh à? Nhìn con như là cự tạ nhỉ? Ôi mà. Rồi, máy móc của con đâu để chụp ảnh nào? Đây rồi, con này đi. À đây, có khán giả ở sau này đấy. Có anh Tuệ đẹp trai này. Xuân sẻ về đường tình duyên này. Đấy. Yêu bên nào? À, thế cái mình không chụp à? Đây. Thế cái mình không chụp vào hay nha. Selfie đây, đấy đúng rồi. Được đi. Ok. Cảm ơn cán bộ. Chúc sức khỏe con nhá. Chúc con chăm ngoan học giỏi. Ok, cảm ơn bác nhá. Thế cái đây là con của mình à? Đúng rồi, con trai. Cũng nhìn như hai anh em thế này. Hai anh em luôn. Vui rồi ôi, nhìn như hai anh em. Chào cán bộ nhé. Khỏe nhá. Rồi. Em về anh ơi, la thì hay la. Rồi, mùa say, fan hâm mộ rồi nhá. Đây là các lão bà. À, cả nhà nha, gọi là lão bà nha. Tóc các bà là xương gió hết rồi, trắng như cước luôn. Mọi người đang chém gió với nhau. À, hiện tại là cô ca sĩ từ Hà Nội đang lên chuẩn bị lên đài để gửi tới chúc mừng sinh nhật anh Hưng. Cô gái rất xinh đẹp ở nhà nhé. Ở phía bên này là hậu trường của guitar. Hai nghệ sĩ guitar ở nhà nhé. Sinh nhật của anh Hưng đây. Đây là diễn viên chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây, chúc mừng sinh nhật đây. Đấy. Hôm nay sinh nhật anh Hưng cả nhà nhá. Đây, chúc mừng sinh nhật anh Hưng nè. Yêu bên anh em mình xả số dân cái nào. Rồi. Chúc anh trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long. Khi nào tụt thì thôi. Anh tụt thì anh vào bệnh viện nhá. À đây rồi nhá. Sinh nhật anh thì cũng phải chúc thế chứ. Rồi, anh cảm ơn. Đấy. Giống như anh mới cưới. Rồi mọi người tập trung ạ. Nhìn được phía chính sân khấu ạ. Bây giờ là tất cả mọi người sẽ hát bài chúc mừng sinh nhật anh Hưng đúng không ạ? Em bắt cái này nhá. Đây là cô gái ca sĩ này cả nhà nhá. Cô gái là xinh gái bây giờ sẽ tổ chức sinh nhật cho anh Hưng này. Em bắt gái rồi, tất cả sẽ hát đồng ca đúng không ạ? Tất cả hát đồng ca. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey!
chị em lên chúc mừng sinh nhật chú Bảy nào. Có, anh chạy thì ai mà chụp ảnh được với anh? Anh phải đứng trên sân khấu chứ. Đấy, rồi đấy đấy, chúc mừng sinh nhật. Đấy, hôm nay sinh nhật thì cả nhà. Thank you.
mà chơi ngày đó. Quay cho A Báo. Không biết hát là gì nữa. Vâng, rồi. Cả nhà thân mến, hôm nay rất là vui được dự bữa cơm thân mật chúc mừng sinh nhật anh Kiều Hưng. Vâng, anh Kiều Hưng không biết là giọng ca vàng chạy đi đâu mất rồi. Tổ chức xong là cứ Kiều Hưng cho nó hoành tráng, anh ca sĩ Kiều Hưng đi rồi. Thỉnh thoảng đổi tên đó. Em không biết bài gì, cứ hát thôi anh ạ. Đúng rồi, cứ hát thôi. Ca khúc Mùi Say Say Thập Mã Đèo là một ca khúc mà A Báo tâm đắc nhất từ trước tới nay, ca khúc 10 năm em mới sáng tác được bài này nhé. Hôm nay em hát để chúc mừng sinh nhật anh Hưng. Vâng, cả nhà cho một tràng pháo tay để cổ vũ nào. Mùi Say không cần đâu, xuống tân hát luôn. Hát đi. Thầm mó đeo lượn vòng quanh con nơi đại ngàn đã xa, giữa núi rừng thăm mó đèo
đây. Muốn để đến nhớ lời nói như tên bay. Cứ gặp nhau là uống mà uống là phải say. Người vùng cao hơn là thế, uống chưa say trở về. Vừa đi đường vừa hát, mà nào cũng khê khê. Tay tóc vào đường vườn, còn ngủ cũng say say. Rất muốn nghe chân người, người ta như chân mới. Giờ chạy mù nào kia, giờ chạy mù hồ chơ. Học bộ tù nào học bộ tù, học bộ tàu hoặc học bộ tê. Tù hoặc có khớ, mẹ thao nè khớ. Bạn này là bạn nữa, hey, bạn nữa là bạn nào em, hey. Tôi như lời nói như tin bay. Cứ gặp nhau là uống mà uống là phải say. Người vùng cao họ là thế, uống chưa say trở về. Vừa đi đường vừa hát, bạn nào cũng con người cũng say say, chân bước theo chân ngựa, người ta như chân mới. Bạn này là bạn nữ, bạn nữ là bạn này, người vùng cao là thế. Người miền xuôi cùng lửa
ta mệt mênh mông, bước chân chân nhẹ đi qua cửa ngoan, đưa ta về mênh mông, đưa ta về mênh mông, bước chân chân nhẹ đi qua cửa ngoan, đưa ta về mênh mông. Xin chào anh. Cảm ơn cán bộ nhé. Rồi, con chào bác. Tóc bạc bạc không phải vì sương gió, tóc bạc bạc vì đối phó với nợ tình. Con chúc mừng bác. Rồi. Nợ tình nhiều quá bạc hết rồi. Mà đã lên đến đồng văn này là nợ tình là chủ yếu. Là cứ phải lên. Đây phía bên này các bác đang giao lưu với nhau. Anh chúc mừng sinh nhật anh. Chúc mừng thọ anh. Rồi. Em cũng mong em mừng thọ đây rồi. Bây giờ à, báo gọi là mừng thọ để cho nó vui. Mình sống đến tuổi này rồi. Đấy, mọi người đang giao lưu với nhau này cả nhà này. Rất đông cả nhà. You know.
Đúng rồi. Tiết mục thổi bài sắp bắt đầu. Cả nhà ơi, nến đã lên rồi, đèn đã lên. Rồi, chuẩn bị nào, chuẩn bị hát chúc mừng sinh nhật nào. Đấy, mọi người đang đi vào. Đấy, đấy. Rồi. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nhật đã lên, mừng ngày sinh nhật đến đây. Mùa hè đó em sinh ra đời. Happy birthday to you, to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Rồi hôn đi hôn nào anh ơi. Rồi rồi ơi. Đây, bánh sinh nhật nhá. Đừng run nhá. Cứ ra từ từ bình tĩnh nhá. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật Hương. Ngay đây rồi. Trời ơi. Ôi rồi lần đầu tiên được chụp ảnh luôn. Ủa lúc mà mọi người đang tranh thủ. Anh vừa đánh đàn vừa hát như thế thì anh còn hơn cả ca sĩ nổi tiếng. Anh đấy bỏ là anh chuyên gọi là gì nhỉ? Đấm bông mà anh đánh đàn hát hay thế này anh lừa khán giả thôi. Đấy, anh thành nhiều nghề lắm. Chuyên đấm bông. Chuyên đấm bông bằng chân nhá. Anh chuyên đấm bông bằng một chân thì chết. Thôi em sửa trên tay sáng tác lúc mà trong tâm trạng hơi buồn. À bây giờ là mình đang vui rồi. Lúc đấy là cả ba cô gái đều chia tay anh, em hơi thất tình. À, cả ba cô gái thấy anh là quá đa tình. Anh một người dẫn cho mọi người về. Come on.
trong đời, tôi xa nhau thế thôi. Tôi cô đơn vì nỗi nhớ nụ cười và đôi mắt trông chờ. Những đỉnh núi giống mưa sao lẻ loi, chợt cơn mưa lướt mắt em đọng đầy. Đường về gió quá xa, tôi cô đơn. Và không rất hay cả nhà. Đừng chụp, mẹ chú anh đánh rồi đấy. À, cả nhà đây là anh Thái nha, anh Thái là một người anh của Áp Báo nha. Rồi, mẹ về sinh nhật anh Thái. Sinh nhật anh Hưng. À, nhưng hôm mà nào? Hôm nay sinh nhật anh Hưng, đấy, hôm nay là đang ở nhà hàng anh Thái chú. anh đấy là mỗi năm sinh nhật 5 lần. Anh Hưng kia, xin anh Hưng kia, chụp quay vào kia. Cả nhà Áp Báo xin phép được khép lại video đây. Hôm nay là chương trình sinh nhật anh Hưng. Anh Hưng là bạn của anh Dũng Dâu, là chủ nhà ở đây, chủ quán đây, thì chủ nhà ở đây thì hôm nay Áp Báo không uống rượu, Áp Báo chỉ uống nước thôi. Đây nước chanh này, không uống một giọt rượu nào luôn cả nhà, đã bỏ rượu. Đây anh Áp Phủ cả nhà. Đây anh Áp Phủ vào đây. Áp Phủ chào nhá. Đây cả nhà, đây là anh Áp Phủ này. Nếu mà ai mà muốn liên hệ với Áp Báo thì hãy alo cho anh đấy, vì hiện tại Áp Báo không dùng điện thoại. Mệt ra Áp Báo rồi. Cả nhà nhá, có số điện thoại Áp Báo đang để ở trên kênh và trên fanpage thì cả nhà alo cho anh Áp Phủ nhá. Rồi. Số điện thoại của anh Áp Phủ là 035 3020 898 và một số 883 mà. 0303 gì ạ? 035 603 8883 rồi. Chúc sức khỏe cả nhà. Hiện tại Áp Báo không dùng điện thoại nữa cả nhà, vì Áp Báo thì đi quay video thôi, không có thời gian để dùng điện thoại nữa. Cả nhà hết sức thông cảm cả nhà nhé. Mới sai, hiện tại Áp Báo bỏ rượu rồi, cả nhà yên tâm, không có một giọt rượu nào vào người luôn cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cả nhà sẽ chờ đợi những bản MV của Áp Báo, Áp Báo sẽ phát hành sau. Mới sai. Đã làm gì đâu mà mù say say lo say say, mù say say lo say say, hầu chứ hầu mẹ mẹ, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mẹ mẹ. Thâm mã đeo luôn vòng quanh co nơi đại ngàn đa xám, giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. U chàng trai mi tu mù say say lọt say say, mù say say lọt say say hồ chớ, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống